Tôi tên là Nguyễn Tử Hiếu, tôi đến từ thị xã Thái Hòa của tỉnh Nghệ An. Và hôm nay thì tôi có một câu đố để xem thử các bạn cùng chơi với tôi có hiểu được cái ngôn ngữ của người xứ Nghệ không? Các bạn đồng ý không ạ? Nhất trí ạ. Round 1. Tôi đau trúc gối. Anh nhắc lại thôi. Tôi đau trúc gối. Tôi đau cái gì đấy nhỉ? Tôi đau tay, đau khuỷu tay. Tôi đau đầu gối. Đầu gối. Tiếng Nghệ, xứ Nghệ tôi gọi cái đầu gối là trúc gối. Round 2. Vó trúc. Đầu, phải không? nó gần giống vó trúc, gội đầu. Vâng, đấy, chính xác. Round 3. Mời bà ra ngoài cưới. Chữ ý là mời bà ra chơi, mời bà ra ngoài cửa, mời bà rời đi chợ, mời bà đi vào chơi, mời bà vào chơi. Theo em nghĩ là đấy, mời bà ra cửa. Cưới là sất. Và dạ. Mời bà ra ngoài sân ra nói chuyện. Cho nên là mời bà ra ngoài cưới. Đấy, và... tiếng Nghệ là hơi khó, và... đúng là nghệ ngữ này. Vừa rồi thì quý vị đã xem cái phần giao lưu của chúng tôi. Và chúng tôi kính mời toàn thể quý vị sẽ đón xem chương trình Vui Khỏe Có Ích được phát sóng vào 8 giờ sáng thứ 7 tuần này. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị.